nhất là con nhỏ này nè, nhất là cái con nhỏ này luôn đó, nhỏ đó đó, nhỏ mà áo tím tóc dài đó. Ngày mai tao đăng ký, ngày mai 21 tao đi, tao sẽ đem đúng 30 kg đi, tao bỏ mấy ký trả lại nè, cái bịch đồ này trả lại cho nhà mày, nhưng mà tao đi cũng cho biết. Trời ơi, hồi nãy dưới lầu mắc cười lắm, tao nghĩ chẳng cái bịch đồ, hỏi cái bịch đồ có gì không, dở ra tàn là quần áo không à, không có gì. Nó hỏi chị ơi, cái này là hợp lệ, sao mày tận tao vậy, giờ lên đây tao hỏi mày ở đâu vậy, tao có 100-800 ngàn. Cắt ra đi, tao cho làm việc luôn lần luôn, lỡ rồi làm chung luôn, tao cũng không đủ tiền đưa cho mày, nó đâu ra 800 ngàn đưa cho mày, tiền việc ở đâu ra đưa nè. Đó, cái con này là cái con người Bắc này nè, đó tóc dài này nè, đó mà đòi nặng nhất đó nè, đưa đi bụng má cho tụi bay qua, tụi bay cũng quay, tụi bay làm gì đó làm đúng lực của người ta, cái nào là không hợp lệ phải ghi gửi ký gửi lại gia đình lại là gửi nhận. Con này đưa đó, tiền thì tao cũng không đủ đâu, dục ra ma qua bển tao đền lại cho mày hả. Đó, cái bịch đồ này của mày đó, bánh bò nè, bánh bò của tao nè, bịch thuốc tây là lát tao lên uống của tao luôn hả. Đó, bịch đồ này bịch của mày đó, trời ơi, tao quay qua đó, tao quay cho mày nè, bỏ mày nè, tóc dài đó đó, người bác đưa lên luôn. Tao còn cái lịch trình hồi nãy vừa đi vô, cái bịch đồ này không được chị ơi, dở ra tàn là quần áo không, không có gì đó. Nói trời, cái này cũng tao hợp lệ không cho tao đi, mà thật sự hồi nãy tao còn tiền việc, tao nói thấy cũng tội nghiệp, tao nói cũng dễ thương cho 200, tao có biết cái này lên vậy đâu trời, không biết. Rồi tao làm luôn lần luôn đi, cũng về sớm làm gì vé bay cũng hên, không sao, cắt lại luôn đi, làm lần luôn đi, 800 mấy chục ngàn. Giờ tự nhiên tao cũng có tiền việc, nó đâu mà đền vô cho mày được, có 1.000 mốt, còn có tiền 1.000 mốt là lon trong người đó, về sao tính sao. Tại nó ở lại ngày mai cũng được nữa, đăng ký liền ở ngày mai cũng được nữa. Rồi khoan, để em coi vé của em đầu đưa rồi lại rằng là ngắn vé đâu chưa hả. Vé gì bây giờ xong rồi đó, chẳng có vé gì là xong rồi đó, vé gì đâu, chiếu rồi về thấy lên tàu này đúng rồi, đừng đừng chịu mua lại. Sao mua được, trời ơi, vé tự không đi mua lại kìa, mày nghe chưa, trời ơi tao mắc cười dễ sợ luôn kìa nè, kêu tao kìa, vé không đi được mua lại kìa. Trời ơi, vé con tay vé cứ hồi không đi được mua lại, mà chịu nổi không đó. Trời ơi, rồi vé không đi được mua lại, tao muốn hỏi mua nhiêu tao đưa tiền cho mua cái đó, mà nghe câu này còn mắc cười nữa. Vé không mua được, vé không mua được, vé chị không đi chị mua lại đi kìa. Đó, thằng đó đang nghe điện thoại đó, ông nội đứng đó đó. Trời đất ơi, vé không đi được chị làm ơn chị mua lại đi. Tao quay luôn cho một lần luôn đi đó, cho nó làm luôn lần luôn đi. Ừ, à, mắc cười ở dưới rồi, mắc cười cho cái coi, cho kệ, cho làm luôn lần đi, mấy trăm ngàn giờ kệ nó, đóng 3 ký của mày 800 mấy, mày đem về mày nhớ lát cho tao, tối nay tao cho tụi nó nhậu. Bây giờ là cắt rồi chị nhá, đây cái trời, vé xuống đâu lãnh thì đây cái vé của chị đến ngày 11 tháng 6 là hết hạn nha. Đây không, 21 thì cũng đăng ký qua. Vâng, thì đây em nói đấy. Rồi bây giờ ra ngoài rồi em nha chị, một bạn dắt. Dạ, cứ tới đâu lấy đồ hàng chị. Đi ra đây có một bạn dắt chị ra. Rồi rồi, ok ok. Rồi tao đi ra nha. Rồi tao cướp máy nha.